Những mối tình tay ba ầm ĩ nhất showbiz kéo dài hơn 2 thập kỷ kết hôn để trả thù tình cũ. Lý Á Bằng, Vương Phi tại Đình Phong, Trương Bá Chi. Bằng Phi Phong Chi đã nâng cấp chuyện tình tay ba thành chuyện tình tay tư kéo dài hơn 2 thập kỷ. Từng là cặp đôi nổi tiếng nhất nhì showbiz, tại Đình Phong và Vương Phi bên nhau không chơi, thậm chí còn cùng sang Pháp bất chấp lời ra tiếng vào của dư luận về khoảng cách tuổi tác. Tuy nhiên, sự nghi ngờ của khán giả cộng thêm động thái theo đuổi quyết liệt của Trương Bá Chi dành cho Tạ Đình Phong, cặp đôi Phong Phi đã quyết định chia tay. Không lâu sau đó, nam tài tử họ Tạ bất ngờ cầu hôn Trương Bá Chi tại Philippines, trong khi thiên hậu Làng Nhạc vừa kết hôn với Lý Á Bằng. Nhiều người cho rằng sở dĩ nam tài tử vội vàng như vậy vì muốn trả thù tình cũ. Thậm chí sau này Trương Bá Chi cũng khẳng định bản thân vô cùng hối hận vì đồng ý màn cầu hôn chớp nhoáng đó. Không biết vô tình hay hữu ý, nhưng năm 2014, nụ hôn trong bóng tối của Vương Phi và Tạ Đình Phong đã gây chấn động toàn showbiz. Cặp đôi cũng ngầm xác nhận nối lại tình xưa khi sánh đôi bên nhau. Nhiều năm bên nhau kể từ khi quay lại, cả hai vẫn mặn nồng, song chưa tiến tới hôn nhân vì không muốn bị ràng buộc. Trong khi đó, Lý Á Bằng và Trương Bá Chi không đi thêm bước nữa mà yên vị chồng con. Lưu Gia Linh, Lương Triều Vĩ, Trương Mạn Ngọc. Anh đế Hồng Kông có chuyện tình đẹp như mơ kéo dài hơn 30 năm với Lưu Gia Linh. Song trong cuộc tình của họ luôn có bóng dáng của Trương Mạn Ngọc gặp gỡ trong Tân Trác Sư Huynh. Có lẽ mỹ nhân họ Trương là người đầu tiên Lương Triều Vĩ trao nụ hôn màn ảnh. Sau bộ phim, cả hai đều có những rung động đầu đời với đối phương. Hơn 17 năm, thấy hợp trong bộ phim Tâm Trạng Khi Yêu, Lương Triều Vĩ và Trương Mạn Ngọc đều đã hạnh phúc bên nửa kia. Song họ vẫn tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Hơn một năm hợp tác chung, anh đế Hồng Kông phải thừa nhận nữ diễn viên là người phụ nữ duy nhất khiến anh phát khùng. Tâm Trạng Khi Yêu đóng máy cũng là lúc Trương Mạn Ngọc ly hôn. Mối quan hệ giữa Lương Triều Vĩ và Lưu Gia Linh cũng rơi vào bế tắc. Không lâu sau đó, biến cố đã xảy ra với ngọc nữ họ Lưu khi cô gặp biến cố. Lúc này nam diễn viên đã quay lại ngày đêm ở bên bạn gái và khẳng định nếu Lưu Gia Linh muốn bỏ ngành giải trí, tôi sẽ nắm tay cô ấy đi tới bất cứ nơi đâu. Có Lương Triều Vĩ ở bên, tôi không cần phải trưởng thành, là câu nói kinh điển mà Lưu Gia Linh dành cho chồng. Năm 2009, Lương Triều Vĩ chính thức lên sao Hoa cùng nữ diễn viên. Chuyện tình của họ trở thành giai thoại qua từng năm tháng, bởi dù có nhiều bóng hồng đến cỡ nào thì tài tử họ Lương vẫn trở về với bạn gái hơn 3 thập kỷ. Trong khi đó, Trương Mạn Ngọc, người cháy hết mình vì tình yêu, vẫn lẽ bóng ở tuổi 57. Phan Việt Minh, Đổng Khiết, Vương Đại Trị. Sau hơn 3 năm hẹn hò, Đổng Khiết và Phan Việt Minh chính thức về chung một nhà. Cặp kim đồng ngọc nữ nhanh chóng chào đón cậu con trai đầu lông và trở thành gia đình kiểu mẫu của showbiz. Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc không kéo dài được bao lâu khi Đổng Khiết bất ngờ tuyên bố ly hôn và tố chồng cũ đam mê đỏ đen, mạnh tay. Mặc dù không đưa ra bằng chứng xác thực, nhưng vì hình tượng ngọc nữ của Đổng Khiết quá tốt nên một bộ phận khán giả nhanh chóng bênh vực cô và chỉ trích Phan Việt Minh. Nam tài tử vẫn không oán trách vợ mà chỉ đăng tải một câu đầy ẩn ý: anh còn đang đợi bởi vì anh yêu gia đình này. Đầu năm 2013, khi quyết định ly hôn còn chưa có hiệu lực, hình ảnh của Đổng Khiết thân mật với bạn diễn Vương Đại Trị bỗng được phát tán trên mạng xã hội. Khi đó tài tử họ Vương cũng là người có gia đình. Sự việc phanh phui khiến hình tượng gái ngoan của nàng mua nữ lang sụp đổ hoàn toàn. Chồng cũ của cô lúc này mới được giải oan. Cuộc tình tay ba của Đổng Khiết chẳng đi đến đâu, bởi sau câu chuyện yêu và ngoại tình ấy, cả ba diễn viên đều bị chỉ trích nặng nề. Ở ẩn một thời gian và cô lấy lại thiện cảm với diễn xuất, song Đổng Khiết vẫn bị khán giả quay lưng. Vương Đại Trị và Phan Việt Minh đều xuống sắc nặng nề, gần như bốc hơi khỏi showbiz. Dù có kết cục tốt đẹp hay không viên mãn, những cuộc tình tay ba vẫn được coi là vết đen của nhiều nghệ sĩ trong showbiz. Không chỉ khiến giới truyền thông tốn giấy mực mà ngay cả khán giả cũng dần ngán ngẩm với cuộc tình xô bồ và đầy giả dối trong làng giải trí.